Hiện nay thì vấn đề mong muốn tăng chiều cao cho các cháu, cho các con của mình thì các bậc phụ huynh rất là hướng tới. Vì sao cái chiều cao rất là quan trọng trong vấn đề thành đạt của các cháu sau này. Và có rất nhiều những cái phương pháp, thì mỗi cái phương pháp nó sẽ có những cái ưu cũng như là cái nhược điểm. Cái đầu tiên mà chúng ta thường gặp đó là chúng ta khuyến khích cho các cháu luyện tập thể lực. Thì đây cũng là một trong những cái phương pháp về mặt ưu điểm thì nó rất là dễ áp dụng, tại vì ai cũng có thể thực hiện được và có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng mà có một cái nhược điểm ở đây, có nghĩa là nhiều khi các cháu nó chưa có ý thức. Rồi hiện nay cái vấn đề học hành nó quá nhiều áp lực, có thể là không còn nhiều thời gian để dành cho vấn đề luyện tập thể lực, thì đây cũng là một trong những hạn chế. Rồi cái phương pháp nữa đó là vấn đề giấc ngủ. Các nhà khoa học mà người ta đã xác nhận khi mà các cháu nó ngủ đúng giờ đủ giấc thì thường cũng giúp gia tăng chiều cao, tại vì khi các cháu ngủ thì sẽ có một cái hormone nó kích thích sự tăng trưởng của xương và sụn. Tuy nhiên thì cái vấn đề này nó cũng có một cái nhược điểm, có nghĩa là có nhiều cháu nó bị cái chứng rối loạn mất ngủ. Ví dụ như khi đi ngủ khóc rất là nhiều, không có chịu đi ngủ. Rồi có nhiều các bậc cha mẹ nhiều khi phải làm khuya hoặc là phải thức khuya thì các cháu lại theo cha mẹ thức khuya, như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều và nó cũng không phải là cái phương pháp tối ưu. Rồi có rất nhiều những cái phương pháp về vấn đề ăn uống, tức là ăn uống và dinh dưỡng, thì đây cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Nó có cái lợi điểm là đây là hoàn toàn là những cái phương pháp tự nhiên. Tuy nhiên có một số những cái nhược điểm, ví dụ như có những cháu á, khi mà chúng ta nuôi dưỡng như vậy thì cũng có khi nó không đầy đủ những cái dưỡng chất hoặc những cái vitamin cần thiết cho sự tăng trưởng, thì nó cũng lại làm hạn chế đến vấn đề đó. Và một trong những cái biện pháp hiện nay chúng tôi thấy có rất nhiều người áp dụng, đó là chúng ta sử dụng những cái thực phẩm chức năng, những cái loại thuốc hỗ trợ cho sự tăng trưởng, phát triển chiều cao của các cháu, nhất là trong suốt cái quá trình phát triển từ lúc các cháu ra đời cho đến khi dậy thì. Previtin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Với bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 kết hợp với immun alpha và sữa non,